Đây bây giờ anh em đi tìm cái cự tống tiền, cái cự tống tiền nó hỏi là 10 triệu, hôm nay là 10 triệu 200 ngàn thôi. Bây giờ anh em đang đi, đang trên đường đi, phải bắt dùng được, làm chỉ phải là tâm trận tâm thắng, là không có để cho đối tượng mà xảy hết á. Phải bắt cho mình được, đó chỉ phải sẵn sàng giúp đỡ mọi người. Bây giờ cái cự đã tống tiền, bây giờ phải đi bắt cho mình được thôi. Dạ thưa cô chú, thì hôm nay tiếp tục đời chị Nguyễn Thanh Hải đã ghi nhận một vụ việc của một em gái về đây cầu cứu cho người chị Nguyễn Thanh Hải, đó là bị một đối tượng tống tiền tống tình. Và bây giờ thì tất cả anh em đội chị Nguyễn Thanh Hải đã chuẩn bị lên đường để đi tìm kiếm đối tượng, bắt bằng được đối tượng, và đối tượng chịu trách nhiệm trước pháp luật. Như là cái video này qua sự việc này thì cảnh giác cho tất cả mọi người. Trong video thì tất cả các bạn phải luôn luôn cảnh giác đề phòng từ con người không có đối tượng khác. Quay video này. Thật sự đây là một câu chuyện rất là buồn và rất là buồn cho rất nhiều em gái. Hy vọng rằng cái video này của đồng chí Nguyễn Thanh Hải rất mong tất cả cô chú anh chị xem và theo dõi từ đầu đến cuối để hiểu hết sự việc, cũng như là rút ra nhiều điều cảnh giác trong cuộc sống, nhất là các bạn nữ. Khi yêu là tất cả các bạn nữ hãy đề cao cảnh giác, đừng cho người yêu hoặc là chồng cũng như chồng là quay phim lại. Trước mặt luôn đó cô chú chị ạ. Hiện tại bây giờ đối tượng đã xuất hiện rồi, trong tầm ngắm của anh em thấy được chị Nguyễn Thanh Hải rồi. Và bây giờ thì tất cả anh em được chị Nguyễn Thanh Hải đã bố trí hết anh em rồi, chuẩn bị là tóm luôn. Theo khoảng một đoạn đường là anh em chỉ tóm luôn. Bằng tất cả mọi giá hôm nay được chị Nguyễn Thanh Hải quyết tâm bắt bằng được cái đối tượng này, không để cho cái đối tượng này lộng hành bên ngoài nữa thôi cô chú chị. Đội chính hải đang theo bước chân của đối tượng. Đối tượng đang vụ ghé đi cho mình nghỉ mà. Phi vụ này là cụ thể là sao em gái? Tôi vô nó vô khách sạn. Ừ, nhưng mà sao nó đòi vào khách sạn đúng không? Ừ, giờ đi vô khách sạn thấy nè. Không biết nó lấy em nhiêu tiền rồi. Nói lớn tiếng lên em. À được. Đó, không có 10 triệu đúng không? Không có được. Bà có cái đội chia sẻ cho mọi người đây trước đi. Bây giờ là anh em mình bây giờ đi truy bắt thằng này đúng không? Bắt thì phải bắt. Phải bắt. Nhưng mà thằng này nó lưu manh đấy. Lưu manh. Phải liệu. Bây giờ chỗ tiền này tổng số là hôm nay nó nhận nhiêu tiền nhỉ? 10 triệu. 10 triệu 200 ngàn là 10 triệu 200 ngàn. 22 triệu rồi. Hôm bữa là 10 triệu rồi, lấy được đúng không? Ở đó nó gửi clip gì nó không gửi. Rồi bây giờ anh em quay hết số xe đi lại ha. Quay hết đi. Chụp lại hết này. Ok. Chụp luôn. Rồi ok. Rồi. Bây giờ anh em đi tìm cái cự tống tiền. Là 10 triệu, hôm nay là 10 triệu 200 ngàn thôi. Bây giờ anh em đang đi, đang trên đường đi, phải bắt dùng được, làm chỉ phải là tâm trận tâm thắng, là không có để cho đối tượng mà xảy hết á. Phải bắt cho mình được, đó chỉ phải sẵn sàng giúp đỡ mọi người. Bây giờ cái tội đã tống tiền, bây giờ phải đi bắt cho mình được thôi. Dạ thưa cô chú anh chị, hôm nay tiếp tục đội chị Nguyễn Thanh Hải đã ghi nhận một vụ việc của một em gái về đây cầu cứu cho người chị Nguyễn Thanh Hải, đó là bị một đối tượng tống tiền tống tình. Và bây giờ thì tất cả anh em đội chị Nguyễn Thanh Hải đã chuẩn bị lên đường để đi tìm kiếm đối tượng, bắt bằng được đối tượng, và đối tượng chịu trách nhiệm trước pháp luật. Như là cái video này qua sự việc này thì cảnh giác cho tất cả mọi người.
bạn nữ phải luôn luôn cảnh giác đề phòng từng con người yêu của đối tượng lắm. Quay video lại. Hy vọng rằng cái video này của đồng chí Nguyễn Thanh Hải rất mong tất cả cô chú anh chị xem và theo dõi từ đầu đến cuối để hiểu hết sự việc, cũng như là rút ra nhiều điều cảnh giác trong cuộc sống, nhất là các bạn nữ. Khi yêu là tất cả các bạn nữ hãy đề cao cảnh giác, đừng cho người yêu hoặc là chồng cũng như chồng là quay phim lại. Và bây giờ thì tất cả anh em điều chỉnh anh Hải đã bố trí hết anh em rồi, chuẩn bị là tóm luôn theo khoảng một đoạn đường là anh em chỉ tóm luôn. Bằng tất cả mọi giá hôm nay điều chỉnh anh Hải quyết tâm bắt bằng được cái đối tượng này, không để cho cái đối tượng này lộc hành bên ngoài nữa thôi cô chú chị. Mặt nha anh em nhá. Đối tượng ngay trước mặt, áo đen. Rồi anh em ở bên cánh phải đường hẻm đi ra đi. Rồi. Anh em đi ra đi, ra đi, ra hết đi, kéo hết anh em ra đi. Đó là đêm 200 tiếng dương nha. Đó đi vào đâu đó thôi. Trái anh em, trái anh em. Bắt luôn thôi. Rồi cho lấy tiền bắt. Lấy tiền đi, bây giờ nó đưa rồi nghỉ này. Nó đưa nhà nghỉ rồi. Đó, mình đi từ xa xa ra. Tất cả anh em chú ý, đối tượng mặc áo đen, không đội nón bảo hiểm, mặc quần sọc. Anh em ở bên trên ra hết đi. Tất cả anh em trong nhóm chú ý, đối tượng mặc áo đen quần sọc, đầu không đội nón bảo hiểm. Cái này là nó đụng vào, nó đang đụng bé này vào nhà nghỉ này. Nó đụng bé vào nhà nghỉ để nó thịt đó. Trời thì trời rất là nắng nha cô chú anh chị. Nó xuống xe rồi. Nó xuống xe và bé kia vòng lại rồi. Đó, bố nhà nghỉ đi thôi. Nó xích đồ bố nhà nghỉ thôi. Đó. Quán cà phê ở chỗ để trong quán cà phê đi ha. Thôi mình không đi qua luôn. Cà phê đó luôn đó. Cà phê chưa đó, cà phê cơm chưa vòng á. Từ từ giờ sao rồi? Hả?
Chọi không? Nhiều chọi, rất nhiều chọi. Nó chọi thưa mấy? Nó chọi thưa mấy? Vô chọi luôn. Nhanh nhanh. Em lấy bao nhiêu tiền rồi? Có lấy. Em lấy nhiều không? Chỉ khoảng mấy lần rồi. Đeo khẩu trang vô. Năm mấy, năm 10 triệu rồi, chỉ khoảng mấy lần rồi. Vô, đeo khẩu trang vô, đi ra ngoài. Nè. Em lấy mấy bao nhiêu lần rồi? Thì nó nghe hiểu không? Em lấy hồi nãy chuyển khoảng 200 ngàn. Chứ 10 giờ 10 triệu nữa, bữa trước đó là chuyển khoảng 110 triệu đúng không? Dạ là có đâu? 22 triệu hồi trước đó có chuyển khoản. Có bằng chứng rồi. Bằng chứng rồi hết rồi. Nè cái giấy chuyển khoản chuyển khoản tiền lấy tiền rồi không? Chuông điện thoại ai à? Em phải hỏi cái gì? Em hỏi cái gì? Dạ Trần Đình Quang. Em nhiêu tuổi rồi em? Trần Đình 27. Em nguyên quán ở đâu? Em ở Thuận An luôn anh. Thuận An hả? Ở phường nào? Phường Nhâm anh à. Phường Nhâm hả? Dạ. Em gốc ở đây luôn hả? Dạ. Em tống tiền bao nhiêu đứa rồi? Dạ không mới anh ơi, tại vì nè, bây giờ cô đang làm việc, chị thông cảm, chút cô điện lại cho chị. Cô đang làm việc, thông cảm. Em xin hút đi hút. Thôi không dạ, anh đang làm việc. Đi làm việc thì bây giờ nè. Bây giờ mà anh nói nghe từ 10 triệu móc ra coi. Tiền đâu? Móc ra để đi. Không móc ra được quen. Đâu rồi? Đâu? Ở đây. Rồi cô nào rồi đâu còn thấy rồi. Đâu chưa thấy rồi. Rồi được rồi. Hay không? Bây giờ nó nghe nè, bây giờ em xin lỗi nó ha, mốt không có công tiền nữa, nghe đi không? Cái điện thoại nó ở đâu? Điện thoại đâu? Em cũng gửi nó rồi. Điện thoại em có nó xóa chưa? Xóa hình của em à. Xóa hình thì còn, bây giờ nó nghe nè. Bây giờ cái tội em là tội tống tiền nghe không? Công hình ổng, hình ảnh nóng, tống tiền là anh cả bậy. Nè bây giờ em nhận tội anh ấy. Nè bây giờ em trao đổi với nhau thôi. Bây giờ em nhận tội thì anh sẵn sàng tha thứ cho em. Còn em mà chối anh đưa cho công an. Em nhận. Hiểu không? Bây giờ em ý em là bây giờ em sai đúng. Bữa hôm nay lấy nhiêu kỳ rồi? Hôm nay tự hôm nay đến nay 10.200.000 là bao nhiêu kỳ? Cộng là bao nhiêu kỳ? Cộng được em trả hết cho ta. Rồi kỳ thì 1.500.000 thôi chứ em. Em tống mấy lần em kêu xóa clip mà không xóa. Nè, nên mọi người bà con, thôi nghe anh nói, để nói trước. Bà con này cảnh giác. Quan hệ, người nhất là chị em phụ nữ quan hệ với nam đó. Nó quay tống tiền, nó quay lén quay phim rồi nó tống tiền mà đưa tiền nó chuyển khoản đó. Chuyển khoản xong rồi nó sau trong ngày nó hiếu kỳ nó tống nữa, không được biết. Nên mọi người có gì điện thoại Hiệp Sĩ Hải 0913785858 ha. Bà con bác cứ chia sẻ. Chứ rồi. Bây giờ bà con nghe, bà con không có nên ấy, bây giờ anh em bắt cài chặn đối tượng này là tống 10 triệu và trước đó là chuyển làm 10 triệu, triệu nữa. Đầu tống em tống 10 triệu anh. Trước em, là quay phim hình nóng đúng không? Em chỉ là nói là bây giờ này. Thôi nè, nè anh coi. Không có nhiều, nói nhiều nè. Nè anh có nè, có chuyển phải nè. Tin nhắn hầm rõ nói đàng hoàng, đừng cãi được. Mày cãi là con ghét theo. Ý mày có sai không? Giờ có sai không? Em nói có sai không? Số đó giữ vậy. Đó, bây giờ em làm cái gì? Bây giờ là em lừa người ta vào khách sạn, đúng chưa? Không có lừa. Hôm nãy em để em dụ người ta vào khách sạn. Được chưa? Nó có đúng không? Có không? Có không? Có đúng nhận sai cái. Có không? Ý là em dụ người ta vào khách sạn. Được chưa? Trước đây á, nghe không? Em quan hệ người ta, em quay trộm. Hình nóng. Lúc đó là hẹn hai bên là gọi là hai bên mà không, là em quay hình gì? Em quay phim đúng không? Cái xích coi. Em quay phim đúng không? Đúng chưa? Thầy trai à. Nè nè hai tên. Nè đứa tự nguyện mà em có. Tự nguyện cho mày quay phim đúng không? Dạ. Quang đúng không? Dạ. Đúng quay phim không? Quay bao nhiêu phút? Quay bao nhiêu phút? Mười mấy giây quay để làm gì? Quay để làm gì? Em giữ kỷ niệm. Kỷ niệm mà kỷ niệm tại sao bây giờ đòi tiền người ta? Đòi cái là sao? Thì nói đàng hoàng đó là sao 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 tin nhắn được còn hết nè. Bây giờ anh nói, là em mắc nợ, em lỡ em là dạy thì kia anh còn hả thứ được. Anh còn mắc nợ rồi thì em cũng có nói ý là anh em nè, em có công tiền thì nói thẳng mày gì đi chứ đừng có em mắc nợ, em đừng có quanh co ha. Giờ em tống người ta, giờ hả trao nhiêu thì em trả cho người ta được không? Bây giờ em có khả năng trả mà. Có năng trả không? Bao giờ trả? Bây giờ cho em một cái thứ thời gian đi rồi. Thôi giờ không được mày trả liền, không được hỏi đem cho quen. Em cũng hiếm mắc nợ, em trả nợ cho em. Em là ai? Em chơi gì? Dạ. Em có chơi đá không? Dạ không anh ơi. Hả? Dạ không anh ạ. Không hả? Ba mẹ mày biết không? Mày hôm bữa mày tống tiền thì ba mẹ biết không? Em vậy như em đi em đang không cười, không cười mất dạy tao vả mặt mày luôn đấy. Nghe không? Đây là không có giỡn nha. Không giỡn. Nhìn thẳng mặt. Nhìn vào camera. Nhìn vô đàng hoàng ấy, mày thấy đàng hoàng quá. Nó chuyện vênh tao đạp vào mặt vậy. Thôi bây giờ anh em tụi này làm là giúp đời người ha. Không có làm vậy làm gì là sai pháp luật rồi. Tống tiền đưa công hình ảnh xét là sai pháp luật rồi hay không? Yeah. Bây giờ ấy là mày quay chơi thì ok anh em đồng ý nhưng mà bây giờ mày quay nhưng mà vì mày quay như vậy mày lấy tiền người ta là mày tống tiền.
đúng chưa? Nhận tiền rồi, bây giờ nhận tiền tiền mượn thứ hai nữa. Không, mượn giấy cọc cái giấy là có hết. Tên nhắn là có hết rồi. Lý do đằng đầu á là lý do toàn đi cháu, không cái. Không cái. Nghe không? Bây giờ ý mày trả lại tiền cho người ta anh em tha. Được chưa? Rồi. Rồi, mọi người nhà trả tiền đi nào. Không đủ khả năng anh ơi. Không đủ khả năng bây giờ sao truy tố? Vậy thôi. Không đủ khả năng gì ra công an, đi công an lại ra để công an làm việc là sao, là mày hứa người ta mày trả tiền ta. Được chưa? Đúng. Chứ bây giờ mày hứa miệng đâu được. Vậy rồi em cam kết với lại có địa chỉ nhà nữa. Không được. Thôi. Bao vây mày bao nhiêu ngày nó giờ mới bắt mày được. Vây mày cho cốc tiền hết hai mấy triệu rồi. Với lại ví dụ nếu mà nói vậy để cho em sao? Trao đổi với mày bây muốn chị, mày muốn nhảy người ta nữa à? Hãy vô khách sạn Osaka. Mày có thể AK là anh Hải là không cho vô sạn, vô sạn là không làm được, làm bắt. Thế mày bây giờ mày vô khách sạn để trao đổi với lại không trao đổi rồi mày là đàn ông còi, mày là đàn ông còi. Mày nhiêu tuổi rồi? Em 27 anh. 27 hả? Mày vợ con chưa? Dạ chưa. Thằng này ai lấy? Lìn này ai lấy? Tướng mày ai lấy? Nói chứ em lỡ em chơi đá rồi, hồi đó em chơi bảo bớt rồi, nói anh tin hồi đó em chơi 10 người bỏ 9 đứa này, còn mình em là rất sợ khai như mày nhìn mặt quá ha, giờ mặt em biết chơi đá rồi, cứ mặt ra dỡ mặt lâu chưa, nói thiệt đi chơi đá lâu chưa, cũng lâu thời gian rồi, cũng lâu thời gian mà em bỏ bớt hồi đó em chơi lâu mới chơi lặng lần thôi, lên nữa lên nữa lên nữa nói chơi rồi thì cầm biết rồi, bây giờ nè mốt đừng có chơi đá nữa nghe, hứa đi, hay là anh cho em vô cay vô chạy cay ha, cay thì 24 tháng lâu nó bỏ bớt, nó bỏ bớt là hồi đó nó chơi 10 đứa đó chứ nó bỏ 9 đứa giờ còn mình nó nên nó bỏ bớt á, không này cay gì mặt kia cay gì quá được giờ thôi cho mày vô chạy cay đi, vô chạy cay đi cần lấy chơi mấy bữa mấy lần cần lấy chưa bằng để mấy anh nó cho anh cho thì giờ có tiền chưa đều nè, thôi thôi chờ tha đi mà ở rồi tha thì đồ kỹ này quay đàn bà có 12 bên nước, đàn ông có 2 bến bến cám bến lớn. Thôi thằng này không khai được. Nên thôi cho nó hai mặt nó bên bên nó bây giờ mày ăn nó nữa cả chưa? Mặt em vậy rồi. Mặt mày ngáo vậy quen đúng không? Bây giờ ăn nó nữa cả xin lỗi người ta. Xin lỗi. Quay ra xin lỗi người ta. Mày xin lỗi đi. Em xin lỗi chị. Xin lỗi quay chị mốc em. Xin lỗi chị, từ nay giờ em không là bậy đó. Nó đem theo cái ba lô làm gì kia? Ba lô đây biết rồi, ba lô đây có ba lô. Có gì không? Ba lô là. Mở ba lô ra trong. Có lựu đạn không? Có súng ống không? Mở ra. Đấy tự mày mở. Tự tay mày mở. Tự mày mở xem thế nào. Tao xem có gì nguy hiểm không? Mày mà chống là tao đạp mày luôn. Trong sao được có tao để coi bốn thằng đó tao chết cổ luôn đấy. Đồ đạc của em thôi. Rồi cơ. Mày đem theo đồ đạc kia. Mày đem theo làm gì? Đem đi. Bỏ ra, bỏ ra, bỏ hẳn ra. Mấy ngày á mà. Bỏ đạc. Có kỳ lại mấy ngày không? Đi đi. Đi chơi mấy ngày mà. Đi chơi hả? Chơi ở lấy 10 triệu đi chơi đi. 10 triệu, 10 triệu ăn đá cắm đá được mấy ngày đâu mà. Đó, đây là tự mày bỏ nha. Ok, bỏ ra đi rồi. Anh coi. Bỏ ra đâu ra đi mày đâu kìa. Có đâu coi. Còn mặt ký này bỏ đảm. Mày bỏ ra kìa. Có chứ. Mày cầm mày đi. Đấy, cái gì keng keng đấy. Lấy đi, có cái gì đâu anh à. Cái gì keng keng đấy. Cái gì sao đấy. Nó bọc gì đấy? Bỏ được gì? Đấy rồi, cái gì đây? Là có gì không? Đi khách sạn người ta có đầy đủ này đem mấy cái bánh nhân cái chi? Em đi là như kiểu như em có ghế nhà trọ đổ anh. Chắc là còn lại làm được 10 cũ là đi luôn à? Mấy cái cây sạc của em nè. Tổng cộng là vừa mới 10 triệu 200 đúng không? 200 ngàn tiền chuyển khoản, đúng chưa? Đó, mà cái thôi tự cho về đi. Bỏ để chúng ăn làm việc. Thôi bỏ hết thôi, không ai lấy gì mày nha. Bỏ vô đi. Nghe không? Đó không ai đụng, không ai lấy đồ mày. Bỏ vô đi. Nha. Không liên quan nha không? Không là bọn anh em lấy đồ mày. Tiền bạc mày đúng túi đồ. Ở phở nè, cà phê phở nè, làm chứng giùm. Đó, và ở đây có rất nhiều người làm chứng, hiện nay là mày tống tiền, tống phim, đúng không? Phim nóng luôn, ok không, chưa? Em mà nói hà đấy thì tao cho mày cơ hội. Thì em không tin mấy anh. Xin sao? Xin lỗi đi. Cho em xin lỗi với lại em. Anh em bao vây mày rất nhiều, tốn bao xăng rồi. Em chuyển tiền lại, em hướng rồi. Bao giờ chuyển? Rồi chuyển luôn, tha luôn. Thời gian bao nhiêu? Làm có tiền lại chứ. Khi nào? Cho em trong vòng hết, trong cuối tháng này đi. Cuối tháng này là tháng mấy? Tháng này là mười mấy mười mấy đây rồi. Hôm nay là 20/19 rồi. Cho em cuối tháng này hoặc là qua tới đầu tháng sau. Đầu tháng sau là không được là đến Tết đúng không? Dạ. Mày không được là mày. Nói nghe nè. Ủa mày cống tiền lần thứ mấy rồi? Nhiều lần rồi. Không phải. Là trước đó mày cống nhỏ này mấy lần rồi. Nói cho đàng hoàng. Để là mấy lần rồi. Mấy lần tổng cộng nhiêu tiền? Không cần mấy lần. Một vậy như vài triệu anh. Vài là mấy? Vài triệu là mấy triệu. Đâu đó là vậy như nợ nó. Bây giờ tắt cam này là. Ơ nó bậy bạ. Đi công an phường có lấy hiệu lại đi. Không phải. Nó xíu nợ. Có cảnh nhắn này bây giờ tắp cam này là tắp cam này là mày thấy cái cảnh không? Thôi sao anh bên em thì em cũng thay ra thiệt mà. Mày khai như bây giờ có bằng chứng rồi, tống tiền đúng chưa? Bây giờ hỏi mày có tống tiền chưa? Có hồi lấy thiêu là giùm. Điện phường lấy thiêu giùm. Bây giờ đúng tống tiền chưa? Có đúng tống tiền chưa? Điện phường lấy thiêu giùm đi, nó cốc tiền. Nhưng bây giờ lại cho người ta mà anh. Bây giờ tao hỏi mày đúng tống tiền chưa?
nhóc nhóc là mày ấy được mà tao không có điều điện cho mày nói thì tao thấy mày cãi tốc tiền mấy lần rồi mấy lần ý là một lần cái mấy lần kia đó ý là mấy tiền số tiền vài trăm triệu anh là bao nhiêu trăm triệu một triệu bây giờ mày lấy người ta 10 triệu rồi có bằng chứng rồi chuyển khoản cho mày luôn bây giờ 10 triệu 200 nữa bây giờ mày nghĩ sao trong túi mày đang bây giờ còn 10 triệu thế 10 triệu tiền gì 10 triệu tiền bán cái điện thoại này anh cái 10 triệu ai mua điện thoại mày đưa cái điện thoại đó cho mua mày phim mày bên trong á mua hình nóng mày bên trong á nghe không mày ép con người ta nghe chưa mày qua đây dạ, em nghe. Nhìn mặt tao này dạ, em nghe giỡn mặt à dạ. Mày tên gì đầy đủ gì Đình Quang anh. Nói lớn tên anh. Đình Quang anh. Bị tóm lần nào chưa mấy lần rồi dạ. Bị tóm lần mấy lần rồi đang ngáo mà em có đi cái rồi đi mấy sái đi cái rồi. Một sái mấy cuộn mấy cuốn rồi có năm mà có năm tội gì tội tàng trữ hả tàng trữ đó tàng trữ mày còn tội gì khác nữa chứ tàng trữ gì thôi mày ngoan cố lắm mày ngoan cố quá này không được rồi thằng này vậy từ trước là mày tống bao nhiêu đứa rồi mà sao mày dụ mày sao mày dụ mày quen được người ta làm sao mày lừa được người ta để em quen với nhau thôi à quen ở đâu mày xấu quắc mày sao mày quen được em biết vịt vậy người ta cũng quen rồi nói chuyện rồi hẹn em lúc hẹn em đó thôi bây giờ này không nói gì hết bây giờ em tống tiền để anh hỏi một lần cuối không ấy em nói sợ anh chơi kêu quen lại một là em kêu quen lại hen bây giờ tống tiền là lần đầu lấy nhiêu tiền lần đầu em tống tiền nhiêu hăm dọa lấy tiền hết nhiêu nói thật đi rồi bây giờ anh hỏi để em nhớ đi thì bé Ly có biết mà anh bé Ly bây giờ hỏi mày nghe hỏi mày á hỏi mày kìa không có bằng chứng hết rồi thì nói nhưng mà giờ tao hỏi mày xem mày nói đúng không đúng hay nhầm tính bé Ly nó đúng hay mày ai nói đúng hơn bé Ly nó lấy rồi nó em cũng không nhớ được đâu tại vì không nhớ lấy nhiều không nhớ không đúng rồi đã hơi đã rồi trăm ngàn triệu bạc cái này lấy tiền trăm rồi không có tiền trăm đâu từng khoảng vài triệu anh không phải vài triệu rồi bây giờ cho mày cơ hội cuối cùng mày có nói thật không em nói là vài triệu đó cụ thể con số chính xác bao nhiêu em không nhớ con số lại chừng khoảng 5-7 triệu mày biết anh mà anh đâu có nhiều đâu anh như có lần 500 tổng cộng là mấy tiền tổng cộng là bao tiền tổng cộng cái trước đó hả là tầm khoảng 7-8-9 triệu 8-9 triệu còn lần này mấy triệu đây mày đếm cho mấy triệu mày đếm như nào đếm nè bỏ đếm đếm đàng hoàng sợ tiền lộn đếm đàng hoàng chốt đếm đàng hoàng đếm bỏ tiền này ra đếm đàng hoàng bỏ tiền này ra đếm không ai lấy của mày đếm đó để đấy đếm đi này là 400 rồi 400 để riêng nha 9 triệu nè sao có 9 triệu 10 triệu mà vừa tống 10 triệu mà sao còn 900 à 400 cà phê anh cà phê nhiêu nhiêu rồi 9 triệu rưỡi mới lại là 9 triệu 9 đúng không 9 triệu 4 mày đếm lại rồi đếm nè đếm đàng hoàng đếm tiền đếm cao lên đếm cao không tính tiền đếm cao lên đếm từ từ đếm từ từ mày đếm như cái máy vậy em đếm mày đếm nhanh tìm nhanh vậy mày tống nhiều rồi mày đếm nhanh vậy à đếm từ từ đó một đếm từ từ thì anh đếm đi mày đếm đi dẫn mặt mày à để mấy anh đây nói trong em đếm đếm từng tờ một 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18 với lại 500 nữa là 19 19 đúng không? Dạ. Là 9 củ rưỡi đúng không? Dạ. 9 củ rưỡi mới đây là 4 xịt nên là 49 củ 9, đúng chưa? Cà phê hết bao nhiêu? Đúng chưa? Vậy là bữa mày ăn của người ta 10 củ đúng chưa? Và 200 chuyển khoản là 10 củ 200. Ok chưa? Đúng chưa? Đúng nhận theo cái lên tiếng. Phải chưa? Bữa chưa tới làm gì. Bây giờ đây nè. Không tới 10 triệu đâu anh. Thì bây giờ tao có cho mày 9 triệu 9 luôn đấy. Không cười sợ khanh nha không? Mày cười sợ khanh cho ta đá mỏ mày giờ. Mày cười sợ khanh với tao à? Bây giờ làm sao? Đúng chưa? Dạ, đúng. Đúng nó lớn tiếng anh. Dạ, đúng. Bây giờ xin lỗi người ta, xin lỗi các anh. Tao đi tìm mày mấy ngày nay rồi. Dạ, xin lỗi mấy anh cũng. Xin lỗi mấy anh em đội hiệp sĩ của Bình Dương. Rồi, vì các anh đi bao vây mày 2-3 ngày nay rồi. Từ nay em không tống tiền nữa. Từ nay em không tống tiền nữa. Từ nay em không tống tiền như vậy nữa. À, hiểu chưa? Dạ. Quen mấy ai chơi đàng hoàng lịch sự nghe không? Mình văn minh, đàn ông mà, dám làm em chịu nghe không? Người ta đi chơi người ta mất tiền mày đi chơi mày còn được tiền. Đúng chưa? Tao chơi tao mất tiền đâu mà mày chơi mày được tiền này. Nè sướng thế bà luôn, thấy không? Thấy chưa? Mày yêu con người ta mà mày tống tiền thua mày luôn. Trời đất quỷ thần ơi thua mày luôn. Có chồng nhưng mày trước đó là người yêu của mày. Thì cũng cặp như là kiểu như là sao mày khốn nạn vậy? Mày lấy cái hình đó để mày tống tiền con nhà người ta? Hả? Mày đàn ông tồi vậy. Tại vì em hả? Có cái nợ rồi
Thế cứ đi lợ mày đi tống tiền người ta. Lợ thằng mày điên cướp à? Đòi em quá. Đòi thế tại sao mà mày bản lĩnh nhà mày đi mua ngân hàng mày cướp đi. Đấy mày bản lĩnh nhà người ta mày thấy cái cảnh không cười hả anh? Sức dài vai rộng thanh niên trai tráng. Con gái người ta. Rồi cha mẹ mày biết quả này đẹp mặt luôn. Quả này thích đi lâu hay đi gần thì nhanh. Nếu thành khẩn thì đi nhanh. Ngoan cố thì đi lâu. Bây giờ làm sao? Rồi khắc phục bây giờ để công an giải quyết, thì tao không khắc phục được cái này. Mày ngoan cố lắm, để công an giải quyết. Công an đang đến rồi. Rồi bị hại người ta gọi công an rồi, em gái gọi công an rồi nhá. Dạ. Ok chưa? Bởi vì lấy mày ngoan quanh co chối tội là rằng mày nói sớm thì anh em mày xin rồi. Cho. Em cũng em anh hỏi dồn dập sao em. Dồn dập phải được. Tấn công ngực, tấn công mông phòng thủ giống như mày. Mày vừa quay phim mày về tống tiền ý. Để mày suy nghĩ là sao? Đúng chưa? Đúng chưa? Đây là quả tang nhá. Đúng không em? Lưu Bằng Quang mày, mày tên là gì Quang? Trần Đình Quang. Trần Đình Quang đúng không? Ở từng Lưu Bằng Quang là không được. Đó. Vậy là đây quả tang rồi, cất tiền em, rút tiền túi. Rút tiền túi, tiền của mày. Đi em vào trong trại mà ăn. Rút vào túi rồi, rút. Đấy nha, cầm đưa, lên. Đưa lại cho người... Cầm đây rút túi. Chốc cho mày đưa. Rút túi đàng hoàng, túi túi ra quần không? Rút ra chỗ túi quần. Đàng hoàng, đứng dậy nghiêm túc là đứng dậy xem nào. Đứng dậy xem cao mét mấy. Đứng dậy. Mày được mét 7 không? Mét 69. Đấy tao đoán tao biết rồi, mày cứ đưa mày giả bộ, mày làm sao được mét 7? Thấp tiền tẹt. Mà đi lừa tốt, mày lừa được bao nhiêu lứa rồi? Lần đầu á. Lần đầu thôi, lần đầu lần này chắc đi sẽ cùng một khúc xa. Nha, lần sau về tóc bạc rồi. Thôi được rồi. Cho em trả tiền lại. Rồi. Trả bây giờ mày trả người ta lốt 10 triệu nữa đi. Bây giờ mày đang nghĩ đó nghe, xin lỗi đó nghe. Tự mày xin lỗi đi. Ờ, đâu rồi em gái đâu, xin kìa, bây giờ mày xin to lên. Em gái đứng đây nè, mày xin to lên. Xin to lên. Bây giờ xin lớn tiếng lên. Bây giờ anh Hải thằng này em giờ xử lý làm sao? Thôi nó xin lỗi là tha anh đi. Tha hả? Nhưng mà tha nhưng mà thằng tính tiền nhiều lần rồi. Tha vào bên nào? Tao không có ý là lần đầu tiên. Nhưng mà nói chung là đàn đàn bà có 12 bánh nước. À, đàn ông có 2 bến, bến cám và bến lớn. Hồi nói có đi bến nào? Ta nói mình ăn thua lộ. À, đấy nó khổ vậy cơ. Thế cho nên là nhiều khi anh em cũng muốn tha, cũng muốn thấy tội nhưng mà thực sự là bây giờ tha là nhiều khi đăng lên mạng á, hiểu không? Hoặc là nhiều một số người người ta không hiểu, người ta bảo anh em ăn tiền của mày, tha mày không được, thôi để công an có tha không, công an tha nhá. Họ kêu nó là bãi nại cho mày đâu. Dạ thì em cũng xin xin bãi lại đi nhá, chứ bây giờ anh em không chỉ giúp mày vậy thôi. Bắt mày là bắt cho bị hại rồi, còn bây giờ thì giúp mày tiếp tục để giúp mày để tao này anh em này tí nói chuyện với bị hại nhá, bị hại có tha không là người ta chứ anh em biết nó bị hại rồi, bãi nại là mày tha. Nhưng mà anh Hải nói nghe nè, hồi xưa giờ anh Hải uống đi, uống đi, uống đi, uống đi, uống thoải mái đi. Uống đi. Hồi xưa giờ hiệp sĩ Hải bắt, nhưng mà hiệp sĩ bên Hải nói thẳng cho bà con biết là nói thẳng cho bà con là đây là bắt là không bao giờ mà phải đem vô công an tha, chứ tha ở ngoài cả nó ăn hối lộ không được, chứ không có tha. Nên mà mọi người không biết hiệp vụ của Hải nói chuyện bà con đừng có suy nghĩ nông cạn. Hiệp sĩ Hải là bắt là tha, bởi đây quả tang rồi. Đó, rõ ràng rồi. Bắt là tha, mà tha vô trong cao phường tha chứ. Anh em chưa tha ngoài đường bao giờ hết á. Không tha đường, tha đường cấm ăn hối lộ, không được. Tha. Đó. Rồi. Đây bây giờ cầm tiền đây của em cầm đi. Anh em không lấy, tiền anh có nhiều rồi, cầm đi, cất đi tiền của em. Cất đi không mất tiền. Các đứa cái nước của ai, đúng miếng là được khác quá. Uống đi, uống đi. Tiền trả rồi, uống đi. Em uống cà phê đi, hút thuốc đi. Đây giờ em hút được rồi, anh cho em hút điếu cho nó đỡ rung, nó bình tĩnh. Nha, lấy hết trước bình tĩnh. Tiền ngàn đếm chi em, tiền 500 đếm đếm tiền ngàn chi. Chán đời cho thanh niên. Yêu con gái người ta. Tao mà được. Giờ cái trò dơ bẩn. Quá là sướng. Bao giờ lâu lâu người ta cho mình chích sướng thế bà này còn đi làm bậy làm bạ. Mày đúng thanh niên tồi, chưa từng thấy thằng nào như quay phim quay xét quay phim tùm lum tà la cả mấy tiền mà người ta chi. Hèn. Ăn mấy chục triệu. Quen lâu chưa em? Em quen em gái này lâu chưa? Dạ cũng mới đây. Mới là mấy tháng? Có chồng tháng này. Mới trong tháng mà mày đánh người ta mấy chục luôn, mấy chục củ luôn hả? Trời đất quỷ thần ơi. Đây này. Đây là lần này là em kêu là bây giờ ví dụ như đưa cái điện thoại cho nó rồi em phải mua cái điện thoại khác. Ừ xong phát sau chốt hạ luôn là phát sau mày lấy người ta 50 luôn. Em bán cái điện thoại này là xong rồi. Thôi được rồi, công an đang tới rồi. Thôi anh em, công an đang tới rồi, để công an làm việc. Rồi công an làm việc. Thôi, cái thằng này là anh em muốn tha mày lắm nhưng mà tao thấy mày cũng không tội lắm đâu. Thôi. 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 Mày tướng này ai lấy số quắc, nó đen thủi lùi số quắc.
Tao thì như là bảnh con lắm, hay mấy bảnh con lắm. Gái bu đầy chân như đâu giống mày. Đã xấu mình xấu thì mình phải có điểm gì mạnh, xấu còn đi tống tiền. Hả? Cái này gì dơ chứ tống tiền gì, thằng này chơi kiểu bá dơ ấy. Mà chơi kiểu này là anh em xã hội người ta ghét lắm, thiệt đàn ông này. Thanh niên trai tráng. Dân chơi mà nghe người ta nghe này người ta bức xúc lắm. Bởi vì mày làm cái hành động này không đẹp. Đúng chưa? Không ăn lại kìa. Rồi ngồi đây đi. Quân vọng. Nói cho đây này anh ơi. Đúng Trần Đình Quang luôn. Trần Đình Quang luôn. Đúng. Đúng rồi Trần Đình Quang. Nó chạy đá. Nó nhận nó đi khóa rồi. Đi cho khóa này mày về câu luôn đi ấy. Tu tỉnh luôn. Ừ. Trần Đình Quang. Bé xóa hay là em xóa hả? Tao nói em xóa. Em không có cầm máy, nó mới đưa cho em máy là đã xóa mất tiêu. Nó xóa. Nó xóa. Ảnh của nó xóa. Chứ. Đó. Cái này. Rồi đi về phường nè. Kêu điện cho mình phòng qua chở. Em có gì em đi về phường. Thằng này chắc tiền án tiền sự nhiều rồi này. Này có tiền mặt nhiều rồi. Phường ai biết rồi. Phường ai biết rồi. Đây là tụi mình sẽ đi quay bạch. Quay là tục gì. Hả? Đồ đẹp ạ. Mày bỏ nhà đi đúng không? Nay tháng mấy đúng không? Mày ở nhà nghỉ Paris gì không rồi đúng không? Nó nói là bỏ ớt họ đó cho 10 đứa bỏ 9 đứa gì của mình đó. Bỏ nhận rồi. Bỏ nhận. Khôn ngoan cơ quan đi. Mà nó chê bỏ bớt rồi. Họ đó cho 10 đứa nó bỏ 9 đứa rồi còn mình nó. Khôn ngoan cơ quan biết à. Này em phục gì? Mày làm có tiền đâu mày đẹp. Alo. Có cái
Cái này 10 triệu. 10 triệu bỏ vô túi quần. 10 triệu đâu mày? Bỏ cái quần mới lụm nó được chứ không bỏ nó đâu lụm được. Nghe tiền. Nghe hay thẳng này quậy. Hả? Chỗ gì vậy? Hả? Cái bộ bay kia đưa rồi sao? Chỉ là muốn cái điện thoại với lại tiền phát clip hả? Hả? Đúng không? Chụp cái điện thoại ha. Mà tiền chụp không phải tiền phát clip đúng không? Chưa? Nghe. Sắp chín rồi. Sắp chín rồi. Đẩy rồi. Sắp chín rồi. Một cái gì cái nhận là lấy cống cần mà xuân này con không về. Mình lấy cái mà cái lầu cái kia mà cái lầu. Rồi bé, em đi với tụi anh về phường làm việc luôn nha. Đi theo anh về làm phường. Ừ, đi thôi. Tại vì em ở bên bị hại mà bây giờ em không hợp tác với anh về anh nào anh đấu chứng minh được luôn đó. Em phải đem em anh về phường nhân. Phải về phường hợp tác với tụi anh để làm. Này chúng tôi đã bỏ trốn ở địa phương. Bỏ trốn khỏi địa phương. Nó chuẩn bị bao lâu? Đi 1 tháng rồi. Lại có gì điện thoại đâu, chúng ta nói vậy, không có điện thoại. Đây này mày đâu? Ở đây. Ở bên đây. Về. Bên đây vô xe ga. Có thêm hết lòng. Ngày. Vui chạy ấy cây ma túy nha, đừng chơi nữa. Còn qua kia đi bằng phương tiện gì xuống đây vậy? Này đang có xe này nó về, hả? Cái bà đi bằng phương tiện gì tới đây? Bắt xe ôm đi hả? Có cầm theo giấy tờ gì không? Chạy thẳng xuống dưới đi anh. Thôi được, đưa đi. Được. Kéo về phường anh. Kéo về phường cái gì hả? Về phường là nào cùng. Nào ngồi ngồi sau, sao nó chạy mất á. Có mấy anh này mà, nó chạy được trời. Sao chạy được? Thế nó chuẩn bị đồ hết cái này. Để em chở cho. Em ngồi sau kia ổn. Ngồi sau ổn. Thế nào? Đi đi đâu đi ta? Con này ngon. Con đồ này vô chạy luôn. Rồi cảm ơn các anh nhiều nha. Rồi cảm ơn các anh, chào các anh. Bé đi. Bé đi đi bé. Đi 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 theo mấy anh kìa. Rồi đi bám sau luôn. Ra phường luôn. Rồi chào các anh nhá. Okay. Dạ 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 dạ. Chào anh. Bé đi theo anh này đi.